chấm bài tiếp theo của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chấm bài của các bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thầy. Trừ 5 nữa nè. Bài có ai được điểm 100 cái tới bài mình bị trừ điểm? Su Cà Na không? Dễ theo tranh đồng hồ phải không? Lý Ngư Vọng Nguyệt phải không? Con cá nè. Con cá chép mình không nói đi, con cá chép này chở ông Táo Quân. Còn đây nè, con cá chép nữa nè. Con cá chép em vẽ còn hơn con cá chạch nữa. Em biết con cá chạch ở dưới quê không? Y chang không xưng một miếng. Đây nè, cá chép chơi với lợn một bầy cá chạch. Không tưởng tượng được. Ê mà tranh đẹp ghê ha. Nhưng mà tranh này nè là mình copy bát lợi tranh Đông Hồ, thành ra là mình không được điểm 100. Chinh chính tàn nhẫn. Mà mình cũng vẫn bị trừ 5. Giống con cá thác lát thầy ơi. Em hay giống quá à. Em tin một chút xíu là em thành một con cá nữa không? Cá gì hả? Cá thác lát. Tôi mặn em bây giờ đó. Nhìn giống con cá cha hả? Em làm ơn em nhổ cái keo 502 vô cái con mắt của mình. Rồi em mở bự ra. Em coi nha chưa? Coi không rõ thì chiếu kính hiển vi vô em coi. Em nhìn sao em thấy cái con cá này nó nói giống con cá cha. Công nhận chứ. Chèn ơi, tội nghiệp hâm. Chanh bị lỗi rồi em ơi. Vì sao hả? Không có thông tin tác giả. Không có thông tin người vẽ. Mình bị lỗi rồi đó. Mình vẽ đẹp mà mình không có thông tin tác giả, thành ra mình không có điểm. Rồi thành ra chanh mình bị lỗi luôn. Chúc mừng em đã gỡ chanh và giao lưu với tất cả mọi người ở trên like nha chưa. Chanh của em đừng có bài đặt. Em có biết vẽ cái gì đâu, bài đặt người ta vẽ đi siêu tồn nữa đó. Ba vô mà nhận gì đó. Cái bạn Nguyễn Quốc Anh này nè, mới có 11 tuổi đến từ An Giang, em bị trừ điểm nữa nè. An Giang không viết hoa nha chưa. Tên tỉnh không viết hoa trừ 5. Tên tỉnh không viết hoa nè. Không viết hoa. Trừ 5 điểm, chúc mừng em. Vẽ nét không hà, 70, 80. Thôi 81 đi. 81 điểm nhưng mà trừ 5 để tôi ghi con đây nha. 81 trừ 5. Rồi ok, 81 điểm trừ 5. Vẽ nét không hà, độ nhiêu điểm? Ơ trời, tội nghiệp quá vậy. Ê mình cho bạn 84 điểm đi. Trời tội nghiệp, cái này 81 tội nghiệp bạn. Ê cái này trên mạng hả? Thiệt không? Thiệt không. Để tôi, em tới công chuyện em mà em ơi. Từ từ nha, tôi soi liền. Trên mạng hả? Em răng giả em ha. Đây nè, có thám tử nè, cảm ơn Thảo Nguyên liền thấy chưa. Ai Thảo Nguyên thầy duyệt bài cho em chưa? Chờ Thảo Nguyên thám tử nhà tôi nè thấy chưa. Vẽ trên mạng nè, y chang không, tao nói mắc cỡ hết sức thiệt luôn đó. Đến từ An Giang nó công nhận chứ. An Giang mảnh đất hữu tình. Quốc Anh là người lấy tranh trên mạng đó. Bài thơ mới sáng tác. Không thể nào tưởng tượng được em. Chuyện phẹt ơi, em nghĩ sao vậy em? Em nhìn em có biết mắc cỡ với người ta không? Hả? Đường là mình đến từ An Giang, mình mới có 11 tuổi mà tâm cơ qua mặt giáo viên mấy bạn. Quốc Anh lên sở đề bài nha chưa? Không phải lên vinh danh bảng vàng nha chưa? Nguyễn Quốc Anh phải không? Tôi ghi cho bự lên. Rồi từ. Tôi không có nào tưởng tượng được em. Trời ơi, lấy chanh trên mạng. Lấy chanh pin đó. Tôi không thể nào tưởng tượng được. Chấn động em liệt luôn đó. Nè, tên em nè, Nguyễn Quốc Anh đó. Thấy mắc cỡ với thiên hạ chưa? Bàn quan thiên hạ 2000 người vô coi xem like, biết mình luôn đó. Ghê không? Còn lỡ như bạn bè mình đang coi chung cái quay ngang, mày không biết mắc cỡ hả con đó. Phải là mình mệt mỏi không? Không có gì bỏ qua bên luôn nè. Không có để chung với cái lô bài của người ta. Lô bài, cái bài của em, cái hình em là mắc giá trị phiên like của tôi. Tôi giục luôn. Tiếp. Quốc Anh đã về quê hả? Về quê gì? Cái bạn này tên Bảo. Cái gì vậy? Bảo. Bảo 16 tuổi, Quốc đến từ Kiên Giang hả? Em ghi tên vậy đâu mà lộn xộn quá vậy, tôi trừ em 5 điểm nha. Ghi thông tin lộn xộn. Ghi thông tin, sao hôm nay mà nhiều cái bài bị trừ điểm quá vậy? Lộn xộn, xuống dòng lộn xộn hết trơn, sao đọc? Lộn xộn trừ 5, đó. Tôi trừ điểm láng hết trơn.
Bước này trắng đen không tốt quá. 97 điểm trừ 5. Rồi. Ghi thông tin lộn xộn là vì sao? Nè, Bảo cái ngang qua đây là 16 tuổi, cái chữ quốc à, Bảo quốc phải không? Vậy là xuống dòng sai rồi. Là trừ điểm luôn. Cái gì vậy, ồn quá thầy để em ngủ. Ê, em kia em nói gì đó? Cái bạn Yến Trân á, mà để cái tên là Én Trăng đó. Cái bạn Én Trăng nè, tôi không thể nào tưởng tượng được em. Cái lớp tôi đang dạy đó, mà em vô em kêu là thầy đừng có giảng, thầy đừng có ồn để em đi ngủ hả? Bộ em đi học em hay ngủ gật trong lớp lắm hay gì? Tôi chỉ em một bí quyết nè. Em lấy hai cái cục bông gòn đó, em nhét vô lỗ mũi của em, rồi em sẽ ngủ ngon nghe chưa. Còn em muốn thở cho nó tốt nữa đó, em nhét vô miệng của mình, nghe chưa. Rồi ngủ ngon đi em. Ngủ một giấc là không biết chừng nào thở được luôn đó. Chấn động thiệt sự. Tiếp. Ồ, còn cái bài này của ai mà sao nó tên bọng gì hết trơn vậy? Lội. Phong cách vẽ này sao giống của Quốc Bảo hồi nãy quá vậy? Ủa, Bảo Quốc quá vậy? Không có thông tin tác giả nè. Không thông tin người vẽ. Không có thông tin người vẽ. Vì sao hả? Tôi không cần biết. Ví dụ như bây giờ tôi in mà nó có bị cắt á, thì không thể nào mà nó cắt hết nguyên cái phần mà tên của em được. Tại vì em in nó tuốt mỉ mỉ dưới đây nè, làm sao mà bị cắt được đúng không? Cái này là lỗi của em. Thầy chấm ác quá hả? Ác gì mà ác. Tôi chấm hiền. Ê, cái gì đó? Cái bạn mà lt.h nè, lt.h nè, từ từ, lt.h dấu hỏi. À, lên sổ đầu bài vì nó tôi chấm ác. Tiếp. Bản vàng hôm nay cũng nhiều người xứng danh lắm chứ bộ. Cái bức này tôi chấm rồi phải không? Sao tôi nhớ hoài vậy? Nó cứ quen quen vậy ta. Ai giờ chắc chưa chấm đó. Tên là Phạm Lữ Gia Hào. Tên đẹp quá vậy ta. Quê quán ở Tiền Giang. Đến Tiền Giang 16 tuổi thấy cưng quá vậy ta. Bờ môi này bị thâm rồi, tội nghiệp quá đi. Mấy anh con trai bị khô môi phải không? Cái gì? Cái này chấm rồi phải không? Rồi chưa? Không biết nữa. 96 điểm. Xinh xắn dễ thương, đen trắng đàng hoàng. Tôi cần có nhiêu thôi. Cái gì đấy? Thầy dữ quá hả? Đúng rồi em ơi, em khen tôi đó. Bình thường tôi có hiền đâu. Lương Võ Yến Vi 11 tuổi. Chèn nó tội nghiệp không? Đến từ Vĩnh Long đó em ơi. Bạn vẽ tốt dữ không? Vẽ ngày 11 tháng 5 2024 nè. Thấy tôi chấm bài toàn quốc, tranh thủ vẽ nộp bài cho tôi nè. Tội nghiệp không? 99 điểm đi tội nghiệp. Mới có 11 tuổi, tính cho 98 điểm. Tội nghiệp ghê không? Yến Vi, tên giống cái bạn mà học chung đại học với tôi. Bạn đó ở Bình Phước, bây giờ cũng tốt nghiệp luôn rồi. Dễ thương quá, cộng thêm 1 luôn đi. Bạn Yến Vi, bạn có thầy cực kỳ hiền luôn đó. Hiền khô. Thiệt luôn mấy em, nói chuyện tao nói thùy mị nết na đàng hoàng tử tế luôn. Dễ thương quá hà. Chăm. Chèn phẹt ơi. Kim Tâm. Tuổi là 14. Tỉnh là ở Tây Ninh. Em ơi, cái này em tăng độ sáng phải không? Rồi xong luôn em ơi. Tôi cấm em là không được chỉnh màu mà em ơi. Lội. Lý do là mình chỉnh màu đó em. Chỉnh tăng độ sáng vừa. Tăng độ sáng. Chúc mừng em. Tôi cấm tuyệt cái vụ này. Vừa khó hơn thầy hiệu trưởng nữa. Một bạn nói cả lớp chịu nè. Cả lớp. Ga sân. Lụm gác. Con sâu làm rầu nồi canh. Cho em biết trước. Giờ em đừng có qua mặt tôi. Tôi không thể nào tưởng tượng được em. Ủa cái gì mà ủa đây? Một người làm thì cả lớp phải chịu. Tú Duyên 18 tuổi. Cái này do lỗi của tôi. Cái này chắc là có ghi cái địa điểm mình đến nè. Nhưng mà tại vì đi in ra nó phóng to cái ảnh ra, thành ra nó bị mắc. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, tôi cầm tranh trên tay tôi không thấy tỉnh là tôi trừ điểm. Không có tên tỉnh trừ điểm. Không tên tỉnh trừ 5 điểm. Dừa.
Chụp lệch mất cái đầu, trừ thêm điểm là 6. Bức này tôi cho là 89 điểm, trừ 1 điểm 88, trừ 5 điểm 83. Tôi không trừ 1 điểm, tôi tội nghiệp em đó. Rồi, hết. Chấm bài là mình phải như vậy đó. Cái gì mà vô lý, vì thầy in mà thầy tôi không cần biết. Ủa, tại sao in mấy tờ khác nó không bị mà sao cái tờ em bị? Làm sao? Là tại gì á, em gỡ cho tôi mà em làm tuốt ở dưới, mị mị ở dưới. Thành ra in sai là lỗi của em chứ. Sao nè, tên ta nè không bị nè. Nè sao bức này không bị nè. Nè sao bức này nè không bị mắc đi. Sao có mình bức em bị mắc vậy? Vậy là em bị su cà na. Bị su cà na thì thôi, thì mình bị trừ điểm. Trừ 5 điểm chứ đổi nhiêu. Chứ gì nữa. Lỗi tại cái máy in hả? Đúng rồi. Đi kiếm cái máy in kiện nó đi. Mấy bạn coi lỡ không? Cái gì nữa vậy? Cái gì? Lạ đờ thiệt chứ. Em nói ai vậy? Lớp hôm nay dám biêu ríu tôi hả gì? Trời ơi, cả lớp không mà chèn ơi. Cả lớp biêu ríu giáo viên. Biêu ríu giáo viên. Biêu ríu giáo viên dễ thương nhất cuộc đời đó. Dễ thương nhất đời đó. Hay không? Đó. Tôi là giáo viên dễ thương nhất đời. Cả lớp biêu ríu tôi. Đó. Hay không? Tôi ghi vô đây. Từ từ để tôi ghi thêm cái nữa. Thầy Dân đẹp trai. Đẹp trai. Bị cả lớp công kích. Công kích. Tôi không thể nào tưởng tượng được bao nhiêu con người cấu xé tôi cùng một lúc. Không thể nào tưởng tượng được. Rồi không? Bây giờ mình coi bà lớn. 30 tháng 6 việc tiếp tranh hả mọi người? Đúng rồi, việc làm việc cuối cùng đó. Tranh thủ gỡ đi. Đẹp không mấy em? Ông này ác quỷ luôn rồi đó. Từ cái lúc mà tôi phiên live đầu tiên của tôi đó ha, là tôi đã mang danh là ác quỷ rồi. Tôi có hiền từ với ai đâu. Đẹp không mấy em? Đẹp không? Đẹp ác luôn đó. Tới cái bài của Thu Thủy là bị trừ điểm à. Khổ cái em này ghê vậy đó. Tới cái bài của ẻm là bị trừ điểm nha. Thiệt luôn á. Số phận gì đâu mà nộp bài là bị trừ điểm rồi đó. Cái bức này là tôi ưng nhất luôn nè. Ê, sao? Xuất sắc. Rồi không? Cái mỏ bịp xéo bên. Thầy ác ghê thầy. Không có ác. Cô nam mặt buồn, da đen ngâu. Ghê hả? Hết rồi đó mấy em. Mấy em còn muốn coi bài gì nữa không? À, còn đây nữa nè. Rồi hết rồi đó. Nộp sao vậy thầy? Bi ghim tin nhắn lên giùm thầy Dân. Cảm ơn Bi rất là nhiều. Dạ cô Nan mà tôi đọc lộn Nobita. Làm ơn làm phước đi. Tại vì biết sao tôi đọc lộn không? Tại vì tối nào tôi cũng coi Doraemon hết trơn đó. Một chút xíu tôi sẽ coi tới cái MV MV gì ta? MV gì mà Nobita và Mê Cung Thiết. Thật là xinh xắn quá đi. Thành ra tôi có kêu lộn tên nhân vật thì mấy em phải thông cảm cho tôi chứ. Movie chứ không phải MV, nó lộn nữa nè, thấy chưa? Dạ, Movie chứ không phải MV. Em gì bắt lỗi tôi gì? Từ từ coi. Các bạn Lucia nè, Lucia bắt lỗi tôi vinh danh em lên bảng vàng là người hốt mũi chót nha chưa? Lucia, đó, dám nói tôi. Rồi, hôm nay là hết rồi nha mấy em. Rồi, hôm nay bảng vàng của chúng ta vinh danh được cực kỳ là nhiều các bạn tên ha. Bạn nào in bự nhất là bạn đó nói năng nặng nề nhất đó mấy em ơi, xuất sắc luôn đây nè. Dám nói tôi vậy cả lớp hôm nay nè đó, thấy không, chấn động chưa, xuất sắc không, tôi không nào tưởng tượng được đó, vậy đó, thấy không, nói tôi nhất là cái em Nguyễn Quốc Anh này nè nha chưa. Mai mốt đó mà tôi mà thấy được cái nick ZL của em mà gửi tranh cho tôi nữa đó ha, tôi cát màn hình lợ ha, xong rồi ha, em sẽ thấy cái cảnh của em là tàn canh xương mạng luôn, tàn canh gió lạnh luôn, cho em bỏ cái tặc nghe chưa. Cái em này nè là không biết mắc cỡ nè ha, lấy tranh trên pin nộp cho tôi nè ha. Cái em này nè đó là chấn động nhất trong hôm nay đó. Nhắc lại Kim Đan quánh Chí Cường đi thầy, Kim Đan nó quánh thêm Tây Chu nữa vậy đó. Rồi vậy đi, thôi bây giờ vậy nè. Cảm ơn các bạn xem live, thả tim và tặng quà. Cảm ơn tất cả các quý ông bà cô bác
cô chú, các phụ huynh, rồi các bạn sinh viên, các bạn học sinh, các bạn em nhỏ, các em nhỏ, và nhất là các bạn vừa thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia xong và đang xem live luôn. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn ngủ ngon, mơ đẹp. Các bạn ở nước ngoài có ngày làm việc thật là vui. Bye bye các bạn.